Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Clip tiếp theo của mình hôm nay mình sẽ báo với các bạn mình có một tin vui. Các bạn ơi, đây, mình mới mở một quán trà chanh bụi VA. Các bạn có ủng hộ mình thì hãy xuống đây ủng hộ mình nhá. Đây, giờ các bạn mình dẫn các bạn cho các bạn xem quán của mình. Địa chỉ quán của mình là ở Phương Xá Phú Hòa nhá. Nếu các bạn yêu quý mình, các bạn sẽ xuống đây ủng hộ mình nhá. Đây, nhân viên pha chế rồi đây, sáng tiền xu nha các bạn. Tôi mới về đầu quân cho anh Côn nhá các bạn. Quán của anh Côn mở đẹp hết đấy. Tôi làm nhân viên mấy năm nay rồi các bạn, cho nên là biết pha chế luôn. Thì tôi nhận ship nhá các bạn ơi. Đấy, các bạn muốn uống trà chanh gì thì cứ gọi alo. Đây, alo theo số điện thoại này, tôi ship ở quanh huyện Lương Tài và huyện Gia Bình. Đấy, các bạn muốn tôi ship cái gì thì cứ alo nhấc máy, tôi nghe. Đấy, tôi nghe tôi ship cho. Cứ gọi nhiều nhiều nhá, gọi liên tục nhá các bạn nhá. Sáng làm hết lần trước, sáng là sinh viên, sáng đi làm pha chế khá là nhiều rồi nhá các bạn. Giờ sáng về phụ tôi luôn, vừa quay video vừa phụ pha chế quán luôn. Và đây là cái dàn tủ. À. Đây. Rồi bàn VR thôi, chúng tôi có 3 bàn nha. Đấy, quán xá thôi, thì đơn giản thế thôi. Đây, các bạn, mình đang tập rồi. Vinh là Vinh với Phong đang tập VR. Đây Vinh ơi, đây gần đây đối đang tập một bảng lố. Các bạn nhìn trình trong VR của Vinh ạ. Đây này, quân này quân này. Tỏ rằng như cái đấy cứ mua vào này, Phong vào vô cứ xẹt thôi. Vinh vào cho 1 triệu. Ui anh Phong này hả? À, 1 triệu cho chút tiền. Đấy, các bạn cứ bảo tôi solo với BA với Vinh tiền lẻ, nhưng trình ở Vinh chọc thế thì làm solo làm gì? Nhân tiện mới mở quán thì hôm nay tôi đã làm một trò cho anh em chơi. À, các bạn thấy không? Đây, các bạn sáng nhá, chọc phân cái về đến đây, cho nó lẩy lại vào ô là thì ăn ô đấy. À, ví dụ như con cá này, quá rồi, không tính. Con cá ở đây thì được tiền, đây thì ăn chanh, đây trà sữa, đây lá bài là để tẹt muối này nhá. Thế, đây, và ớt là ăn ớt. Rồi mọi người hiểu chưa? Rồi, đi ra đây chơi luôn rồi. Thì tôi chỉ mong sao không vào ớt, tôi vào ớt không ăn được. Cố gắng vào tất cả các đồ ngoại trừ ớt nhá. Em ơi, tập ăn ớt đi cho giống đàn ông. Làm sao mà ớt làm sao mà sợ đấy. Ôi, ớt cay lắm, mình có ăn được ớt đâu, đau dạ dày đấy. Vinh này đẳng còn cấp. Còn tôi thì tôi chỉ ăn chặt 200.000 quán côn các bạn, thật. Tôi ăn chặt luôn. Em cố gắng nhiều. 120 là ăn cánh gà kia là chắc ăn côn không ăn chặt được. Ăn côn chỉ đưa ra ấy nhầm cái đùi gà cánh gà vào đây nhá. Rồi, let's go. Chơi. Rồi. Ai chơi trước? Sáng ăn sáng trước đi. Đấy, cố gắng lên. Lần đầu phát đầu tiên đừng vào 200 nhá, anh trốn lắm. Mạnh rồi, quá chắc rồi. Ớt rồi. Ui. Đỏ thế nhỉ. Bạn ơi, cánh gà nhá. Rồi. Sáng đầu tiên là cánh gà. Rồi. Cảm ơn anh Côn nhá. Rồi. Ui. Cánh gà nóng hổi các bạn ạ. Ngon rồi, ngon. Ui rồi, đã rồi. Quán tuyệt vời. Tôi ơi. Rồi, sáng là một cánh gà, tôi đã đổi cái khác rồi. Rồi, đến Vinh. À không, chắc cả. Để cho nó nhiều. Đến mạnh rồi. Ớt rồi. Ôi, thánh ăn ớt rồi. Rồi. Ớt cái gì em ơi? Ui, chưa ăn ớt cái gì? Rồi, ăn cứng đi. Tập ăn ớt đi cho mạnh mẽ. Ăn cả miếng này á? Tôi lại như cứ như bình thường, cứ nhá lại 10 giây rồi ra ngoài. Chết cay cơ là. Em ơi, có chơi có chịu nhờ, em đòi lấy luôn 200. Mà không có cái gì phạt hay là ăn ngon như anh thì làm sao mà ai tổ chức trò chơi thì em chơi mãi được. Rồi bảo lúc ăn côn anh ta bảo thề thì gì bỏ ớt đi rồi giờ lại cho ăn ớt này. Thế thì lần sau tôi mà chơi video thì lại cho ăn ớt cho ăn côn phồng mồm luôn. Rồi các bạn ơi, cho Vinh ăn ớt thôi, chốc buổi chanh nhá. Như phải ăn hết lần này đi. Không nhã đi, bỏ ớt đi. Điên nhã được. Ớt nó mới hay các bạn nhỉ. Không thì dập tôi nhỉ. Nhá dập đi em ơi. Em ơi nhanh lên, video của anh là 3 tiếng à. Ừ ơi. Mạnh mẽ lên em ơi. Mạnh mẽ lên em ơi.
Ớt. À, ngậm mồm vào mới thấy cay chứ. Ờ. Ừ. Rồi. Ừ, cho đi. Ờ. Rồi. Tiếp theo là Phong em ơi. Và các bạn chủ Phong đang bôi lờ. Không biết bôi lờ các bạn ạ. Phong không biết bôi lờ đấy. Rồi. Sáng ăn gà thì rồi Phong anh uống uống nước rồi. Làm một chai nước đi cho mát đi em ơi. Phong ạ, Phong. Các bạn thấy Phong cảm giác mà tốt không nào? Cháu đây xuống tận đây rồi, chai nước của em đây. Rồi. Rồi sáng bay cho mặt kìa. Uống đi em. Uống cay quá anh bỏ đi. Con chưa rồi. Rồi tiếp theo đến cơ của anh Ngọt nhá. Cô ra lấy hộ cái đùi gà ấy, kiểu như là đùi gà, đùi gà ớt này, đùi gà nhỏ này. Quá rồi, nước lọc rồi. Mạnh thế. Mạnh đi. Rồi. Không sao, tôi đang khác rồi. 3 giây hết này. 1, 2, 3. Hết 3 giây rồi bác ơi. 3 x 3 hả? Hết 3 giây mới được 1 hớp. 1 hớp. Lần thứ 2 của Linh Linh ơi. Anh còn chưa cháo. Ui, anh trốn nào dạ không? Em còn ở trong. Thôi anh là chủ video này, anh không chơi đâu. Chơi anh em có bắt lại chứ. Tôi là tôi định trốn nhưng mà tôi định không chơi, nhưng mọi người bắt tôi chơi là tôi chơi. Giờ tôi sẽ thể hiện trình VR của tôi cho các bạn coi là xem cảm giác của tôi tốt không nhá. Ớt ăn cho mát à? Ừ được mát. Mát thì ngon đây. Ớt cái là kiểu gì chắc mạnh để lấy nước em. Mạnh rồi, mạnh thật rồi. Dừng, dừng. Ăn không hả? Ui, ăn không hả? Ui. Các bạn thấy cảm giác của tôi đấy không? Gà nhá. Rồi. Đó. Rồi, này. Rồi tiếp tục đến phòng thứ hai. Sáng, sáng. Rồi. Bữa nay bỏ cái cánh gà vào phải không? Vi nhá cánh gà em ơi. Rồi. Tiếp tục có đến sáng Thiền Xu nhá. Sáng ơi. Thích sáng bảo ô nào? Ớt quý. Thế thì ớt gì ạ? Gà ăn rồi bây giờ làm đi trà sữa uống thôi các bạn ạ. Ui thế em này là hay quá. Em là thân à? Mạnh rồi. Ớt quý. Đấy các bạn ơi, các bạn thấy sáng nó giỏi chưa? Tính toán như thần. Rồi chắc nước lọc các bạn ạ. Rồi chắc như đi nấu cột. Thôi trà sữa không có ai uống tạm nước lọc được không? Rồi. Tiếp tục đến này. Vinh, 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 Vinh em ơi. Vinh Thánh, em Thánh ăn cay em ăn ớt đi. Được đấy, quả ăn không chanh rồi. Vừa ăn cay xong giờ lại được ăn chua còn gì bằng. Đúng món ấy thì em đúng món nước chấm. Ăn không ấy. Ai muốn chấm cái gì thì cứ mổ bụng với nhau chấm. Ơi. Chẳng làm gì mà lắc vừa, vừa cay thế này thì ăn không. Dạ dày thì chắc còn cái gì nữa đâu các bạn. Mạnh như nhẹ thế mà xong vào tiền nhẹ nhảy ra và không thể giò sữa. Ôi anh em. Ui, ngon thế ui giời. À, ôi. Ngon thế. Rồi, đến Phong, tiếp tục đến lần đó Phong nhá. Rồi, xem Phong ơi. Nhẹ nhàng thôi. Phong hết cỡ rồi. Ăn ở đấy, ăn rồi, anh cắn gà chăm. Vỡ mặt rồi. Dừng. Rồi. Rồi. Các bạn ơi. Bên này nhiều hơn nhá. Lá bài, tẹt vào muối. Tất cả. Đâu, một mình anh tẹt thôi. Cho đỏ lừ luôn rồi. Thôi cơ. Rồi. Mấy cái. Rồi. Trời ơi. Rồi tiếp theo bác Ngọt. Cánh gà nhá. Cánh gà đừng cánh ớt là được. Vừa đấy là một chai nước rồi. Đừng cánh ớt. Nhẹ rồi. Chanh. Trà sữa rồi. 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 Rồi các bạn ơi. Bác Ngọt và trà sữa nha. Rồi của bác Ngọt đây. Đó. Rồi cứ để trà sữa vào. Lấy trà sữa kia luôn đi. Ờ lấy cái khác được. Lần sau sẽ phải căng lực mà mạnh hơn để ăn cái cánh gà. Tiếp theo đến lượt tôi nhé các bạn ạ. Ngày mai tôi vẫn cay trong cái mồm
tôi sẽ cố gắng lấy 200 của tôi là các bạn tin không? Đúng rồi, đấy được. Mạnh rồi. Mạnh nhỉ, mạnh nhỉ. Lấy lên. Trà sữa, tôi lại trà sữa ở đấy. Tôi ít khi bị phạt lắm các bạn ạ. Rồi, tiếp tục đến ai? Nhanh nhỉ, đã đến sáng rồi ạ. Đâu sáng bây giờ mày bảo cái gì? Mày tính toán như thần thế nào? Sáng tính toán như thần, xem phát này sáng tính là cái gì nữa các bạn ạ? Trà sữa thì cái gì nữa? Sáng vẫn tính trà sữa các bạn. À gọi vào trà ớt rồi, gọi vào trà ớt rồi. Nhẹ rồi, chanh rồi. Trà sữa chứ cần gì nữa, tôi bảo rồi. Sáng vẫn tính như thần các bạn ạ. Ăn mày thế. Tôi bảo rồi, tôi chỉ vào trà sữa không. Cá lăng đổi ớt lên đây được cô ạ. Thôi. Toạt đây các bác ạ. À. Em ơi. À. Ngon nhỉ. Ui giời. À cứng đi. Rồi tiếp tục. Vinh. Cố lên. Căng chân với em thì phải cho vào trà sữa này. Đừng có vào ớt nữa. Ăn được. Ui. Rồi. Không chạm băng uống nước kìa. Hay là phạt hay thế nào? Giờ em thích uống nước, em thích phạt. Uống nước thôi. Các bạn ơi, Vinh nói thật không phải chạm băng, đáng phải cho ăn ớt mới phải. Đúng rồi. Mà thôi cho uống nước đi, rồi ăn quả ớt cay rồi. Rồi, tiếp theo là đến Phong. Vinh uống đi. Đấy, có gì đâu em ăn cay mà. Lấy thước. À, đồ à, đồ à. Và lấy thước em ơi. Phong hai lần, cả hai lần đều nước à? Hai lần nước. Thánh nước à? Đến ai? Hai lần ăn thiếu rồi. Cái côn gì? Côn. Vẫn là trà sữa các bạn ạ. Trà sữa. Rồi. Tôi lại trà sữa rồi, giờ đến bác ngọt. Rồi, trà sữa tôi đây. Đấy, nào. Cứ đi. Trà sữa. Đây là trà xanh nhá, không phải trà sữa. Đây là trà sữa, trà xanh hả? Ngon ngọt rồi, tiếp tục bác ngọt. Bác ngọt cứu bạn cái gì? Cái gì? Cánh gà ấy, cánh gà. Cánh gà có ớt đây. Thêm được tí nữa. Một cái hai ớt. Ba là ngoài cũng được rồi. Rồi, mạnh rồi. Ớt rồi, ớt rồi. Dưng. Ui. Lượt nè. Quả đấy bảo ớt cho con phải vui không các bạn ơi, lại ra nước à? Quả đấy tôi chơi liều, một là ớt, hai là cánh gà mà đấy. Rồi, Phong lấy nó bát ngọt rồi chơi nước kìa. Sáng. Rồi, đến sáng phải không? Rồi, sáng dâu. Sáng này mọi người muốn tôi lấy gì? Ớt, ớt, ớt. Cánh gà, ăn lên, không phải chọn lấy cánh gà lên. Ờ đấy. Không giờ cánh gà ăn rồi, trà sữa uống rồi, giờ lấy tiền gì nữa. Tiền dễ nhất gì. Đấy, đấy sao được lấy tiền không đấy? Các bạn thấy tờ 200 không? Mạnh ghê. Chanh ui, ăn không người cũng chanh ui tê. Chanh nhiều rồi. Chanh nhiều rồi. Đây các bạn ơi. Chanh nhiều rồi. Đây các bạn xem nào. Ở giữa. Xem bên đây này. Chanh nhiều hơn. Thế thì nhau thôi. Ui cái điệu đó. Chanh nhiều hơn là bao nhiêu. Ui như nhau mà. Đây này bảo vắt này, bảo vạch lần chứ. Rồi các bạn ơi. Chanh nhiều hơn rồi. Đây ở chanh nhiều hơn rồi. Mọi người đều quyết định chanh nhiều hơn rồi. Sáng ăn chanh đi. Mọi người chơi xấu đấy. Đúng ở giữa rồi. Chanh nhiều hơn rồi em ơi. Lẽ ra là tôi được tiền rồi đấy. Các bạn bênh vực tôi nhá. Comment xuống bên dưới bênh vực bảo là lẽ ra anh Sáng được tiền này. Rồi bác Ngọt quay đến Vinh. Chanh rất là chua luôn các bạn ạ. À là. Ngon. Ui. Căn bản là tôi mới kéo răng lên không gặm được các bạn. Em ơi đừng khoe răng mới em ơi. Ở đây là chơi trò chơi không phải khoe răng đâu em ơi. Có vẻ thật. Rồi được rồi. Rồi. Chua thật chữ luôn.
Rồi. Đi ngủ đi. Đến Vinh nhá. Rồi. Vinh mà thích vào cái gì em ơi? Nhận đi. Cháu biết là vào cái gì đâu, chẳng vừa đi. Rồi. Rồi, em cứ ăn ớt thoải mái em ơi, ớt nhiều lắm. Rồi ớt rồi, ớt trăm rồi. Đẹp múi rồi. Ớt lại. Đẹp múi, dừng, dừng, dừng. Cầm cái này ra anh ớt vào đây. Để tí đùi gà. Tí đùi gà đùi. Múi thằng Vinh nó to, đẹp không đau đâu các bạn ơi. Ui ơi. Ui ơi. Đặt bàn đứng lại trên này nữa. Đặt chân xuống vào đuổi anh Côn đặt. Múi nó to không đau đâu. Còn đau là chờ nó đến Phong. Còn đấm nữa nào. Phong cơ thủ đấy. Rồi ăn em ơi, ăn chanh, ăn chanh ăn trăm rồi. Chanh các bạn ơi. Chanh chưa? Được, đẳng cấp. Em phải dơ cái này lên cho các bạn nhìn thấy thằng này. Phát đi chuột. Phong đến Côn đến ta này. Cái đồng tiền của tôi ra được khó khăn đấy kia là không ai được chờ. Tạo cơ hội cho anh em kiếm tiền mà không ai. Ê, anh để xa thế thì không được. Anh ơi. Đẹp múi rồi. Cánh gà 100. Ui lại cánh gà mà. Nó thổi sao đi các bạn ạ, nó thổi sao. Em tính kém rồi, anh tính hết rồi. Kiểu gì. Rồi đến nó ngọt. Cùng tài kìa. Có đấy mình nặng lên nữa. Cơ đây. Các bạn ơi. Là ăn không cánh gà. Ngon thế. Cánh gà vàng ruộng. Ui. Quá là ngon luôn. Rồi bác ngoặt chồng đi bác ơi. Giờ một là cánh gà, hai là ớt. Giờ phải chơi liều. Rồi. Cố lên. Mạnh rồi. Uống nước. Thành nước rồi. Bác ngoặt chả biết chọc gì nhá. Thật. Chọc đâu. Thật cháu, cháu nghĩ bác không biết chọc bác ngoặt đâu. Bác không có làm khí đâu. Sẽ anh lấy băng hoạt cố tình độc chơi uống nước để cho nhanh no để nhanh được nghỉ cho cậu đỡ phải ăn chanh anh ớt đấy băng hoạt tỉnh táo à, băng hoạt tỉnh táo à. Ờ uống nước đi. Đi em chơi đi cũng được. Sáng chơi đi lần lượt à. Băng hoạt uống nước hả à? À, uống hết chai nước đi. Đi còn giả vờ thích uống nước để nhanh no để nó chanh đấy buồn lắm. Nước thế đẹp. Ô, giờ đánh dấu này, đánh dấu rồi. Thế chưa bà ơi, mong sáng từ đến đây, bảo rồi. Vinh nghe tí em cho em đặt lên cả lỗ lại trọng được, thoải mái. Rồi, đánh đi, thoải mái. Quan trọng là căn lực hay không. Vẫn quyết tâm lấy tiền các bạn nhá. Tiền để lại tranh tiếp rồi, chai rồi thì có các bạn. Phải lên tranh nhỉ. Rồi, tranh rồi, rồi. Tẹt múi, thậm chí còn tẹt múi cơ. Lên, rồi. Đấy. Đây các bạn, đây thằng sáng tính toán như thần này các bạn ơi. Đấy, em vào tẹt mũi nhá. Em ơi, đừng đấm trượt vào mồm nó là. Em ơi, tay em đừng vung vào mồm anh, răng rời ra đấy em ơi. Ba cái hả? Ừ. Mày nào? Ui, ui thấy mạnh, không có tín lực nào các bạn ạ. Mình đã kiện toàn. Đấy, ta nói thế. Cái con tạt thì từ thế này nhéo con này. Vinh tạt thế này. Ý sợi, ý sợi. Vinh tạt cực kỳ nhẹo luôn. Vinh tay cả tí được nhẹo. Vinh đã yêu sáng nào các bạn. Rồi, đến lượt Vinh. Rồi, mày đi em, mày đi mẹ. Mày muốn ớt hay là sâm lại? Là cánh gà đúng không? Ba cánh gà rồi. Ăn cánh gà đi em ơi. Cánh gà, cánh gà. Rồi, ăn rồi, ăn đấy. Ớt rồi. Anh ơi. Ớt rồi. Đi ăn lên đi lên đi. Không giờ cho anh bảo người em ăn ớt rồi, chưa loạn chuộng mà. Không ai chơi thế. Nó chuộng với anh mà thế. Không ai chơi thế em ơi. Em ơi em đúng. Nhưng mà nó chuộng chứ. Thôi đưa một cái ra ăn tỏi. Mày điên này em khôn vừa đấy. Bắt tay chúc mừng, chúc mừng. Vừa anh bảo định đổi tỏi nhưng mà mọi người không đồng ý. Mọi người bảo ăn ớt là đẳng cấp. Ăn ớt đẳng cấp. Thôi kìa tôi vào lốt lần này tỏi ớt nữa. Cái tôi thu bỏ cuộc luôn. Thôi xin đào hạ. Rồi ăn đi. Rất là thích em ăn ớt. Các bạn anh tôi, anh em chúng tôi toàn là đàn ông mà không biết đây là tại sao không ăn được ớt. Ớt cay lắm các bạn ạ. Nhả đi, nhả đi, nhả đi. Nhả đi em ơi, nhanh lên. Em bị câu giờ. Câu giờ thôi, video dài. Nhanh lên. Từ vào trong. Ăn đi em ơi. Được không?
1 Được. 2 3 Tôi chặn rồi. Mới được 3 giây. Không, nhưng mà các bạn ai thử không ăn được ớt mà các bạn phải ăn ớt ra xem, các bạn xem cảm giác xem có cay không nhá. Rồi không đánh nhiều nữa, giờ đến Phong. Phong em là cái gì em, ước đi em. Tiếp theo đến lượt Phong nha. Phong tính bảo cái gì đấy? À Phong tính bảo ớt, tôi ăn thử ớt ở đây ạ. Khóc đi Vinh, khóc đi em. Em ơi đừng có tham cánh gà vào ớt đây. Rồi, chăm đi. Ăn rồi đấy, ăn trà sữa rồi. Rồi trà sữa rồi, không một tiền đâu. Trà sữa. Ui, rồi trà sữa. Đây, tôi đây. Cắm đồ uống đi. Không này. Mãi được uống trà sữa. Mày không mà ấy nhá. Ui. Thế. Mình tôi hai lần vào ớt tôi kìa, tôi xin bỏ cuộc các bạn. Và ớt nữa thì tôi sợ lắm. Thôi. Đâu hàng. Chơi tiếp đi Vinh nhỉ. Ơi các bạn ơi. Không chơi đâu, sợ lắm. Một người đã bỏ cuộc nhá. Bác Ngọt sắp bỏ cuộc đến nơi là bác Ngọt và chai nước nữa là 4 chai nước lọc là cũng bỏ cuộc đến nơi à. Sợ cái quá. Thôi giờ đến lượt tôi. Hai lần ớt. Một vỏ chanh. Tôi thử chọc tiền. Chưa ai được tiền. Chanh nhiều hơn. Rồi đây, kiểu vui quá anh ạ. Rồi nhăn lắm. Bỏ cuộc đi. Đâu? Rồi đến sáng. À đến bên ngoài chứ. Tôi vẫn quyết định là cánh gà này, một là cánh gà, hai là ớt thôi. Bác ba lần, ba bốn lần là lần quá chai nước rồi. Hôm nay mà vào nước với cả trà sữa là xin thôi, cũng hư rồi. Nhẹ nhàng thôi. Vâng nhẹ nha. Ui, tiếng trời ơi. Lại mạnh. Thế này bà đi chọc đi ha, sao suốt ngày mời sáng uống nước nó trả tiền bàn. Này, chai thứ tư gì? Chai 4 chai nước, 1 trà sữa, lo lắm rồi. Khả năng là thôi, tao uống nốt chai này là tôi thôi xin rồi. Quan trọng là có uống được hết chai đấy không? Thôi, cố gắng uống hết nhá. Cố gắng nốt chai này thôi, uống đây. Rồi, nếu mà lo quá là khả năng vẫn uống được. Không cần cố quá bác ơi. Được thì lại vẫn thi đấu được tiếp bác ạ. Bác ơi, uống vào người đừng đổ ra bàn. Rồi. Nó mà. Thôi được rồi, lo quá đừng cố nữa. 4 chai nước gì? 4 chai nước, 1 trà sữa nhiều rồi. Cả tôi xin thôi nhá. Để nhường lại cuộc chơi, nhường lại tiền cho Sáng với cả Vinh. À Sáng với sáng cả Côn. Phong. Ờ Sáng với Phong. Rồi thôi được, bác Ngọc cầm máy đi đến Sáng đây. Sáng qua mới vào ngày ăn cái gì nhỉ? Sáng lo bụng chưa? Gà, tẹt mũi, trà sữa, chanh. Sáng nó chưa nhiều nhưng mà ăn khá là linh tinh, trong bụng đang đá nhau rồi các bạn ạ. Có rồi nhá, quyết tâm kỳ cái nào lấy được tiền của anh cô đến thôi. Nhẹ rồi, mặt nhiều quá rồi. Vẫn ăn chanh tiếp rồi. Ơi. Chanh, ăn chanh đi. Ăn chanh đi em ơi. Ngon nhỉ. Ui giời. Thôi xin rồi. Ui giời.
Rồi lại xin rồi bỏ. Sáng lại xin rồi, lần này tôi cho Phong xin nốt nè. Rồi, rồi đây. Phong à? Sáng lại Phong đúng rồi. Anh Côn mua ở đâu chua đấy, ôi. Em ấy thích chanh không chua hay chanh ngọt à? Nhưng mà nó chua hơn chanh bình thường ấy. Ui, ghê chằn chằn rồi còn đang liền đang luôn. Em ấy đã bảo đây là chơi trò chơi bia đấy, không phải là nha sĩ đâu mà khoe răng. Thôi xin đầu hàng, không ăn chanh nữa. Rồi ok. Cắn được miếng vẫn rồi. Lại một đối thủ đầu hàng, bây giờ còn Phong với cả Côn đấy các bạn nhá. Các bạn ơi, đối thủ của tôi còn mỗi Phong rồi. Phong ơi, em làm gì đấy, em đừng làm gì. Đẳng cấp, à mà đẳng cấp. Phong đẳng cấp, Phong các bạn nhìn vào. Được, em ơi uống nước rồi em ơi. Em ơi làm chai nước đi. Các bạn ơi, Phong nó chơi trò chơi tôi chán. Đây, em cố gắng lên. Đi. Còn mỗi em là chưa ăn những cái gì đâu, em đã cố gắng rồi. Thắng anh Côn nhá. Cố gắng lên. Em cứ làm nào để đẩy anh Côn vào ớt ý. Đẩy anh Côn vào quần. Phong ăn nhiều lắm rồi. Uống hết cái chai nước này chắc là cũng là căng bụng luôn. Cố gắng lên rồi, đừng có bơi ra đây, tránh xa, nó có bơi ra đây. Nhà mày mồm em bé lại đi, mày phồng thế là thẳng máy quay đấy. Quan trọng là Phong bụng nó to các bạn ạ, nó ăn được nhiều đấy. To gì? Lắc rồi. Lắc cả bên phải lẫn bên trái rồi các bạn. Bỏ qua cái này uống hết nửa chai. Em mới hai chai mà. Ba chai đấy. Ba chai cơ. Chán thế rồi các bạn ơi, sao nó bỏ cuộc hết rồi, tôi đâu có ăn uống cái gì đâu mà đã bỏ cuộc hết rồi. Thôi em thi đấu tiếp đi. Không chơi thế, ai chơi thế? Ai chơi nghỉ rồi. Các bạn có cho chơi thế không? Chán chê ra nghỉ rồi giờ lại bảo vào thi đấu tiếp. Thôi. Không ai lấy được tiền của anh Côn. Các bạn rồi, lấy được tiền của tôi. May thì tôi mắc sai lầm như hôm video đuổi bắt ở dưới nước thôi. Còn tôi không mắc sai lầm thì mọi người làm sao lấy được tiền của tôi. Thôi, các bạn ơi, nếu thấy video của anh em chúng tôi hay, hãy cho chúng tôi một like và chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nhá. Thôi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.